xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với tôi channel của Nghi Phương. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có một cái Shopee haul. Nhưng thay vì tổng hợp đồ như bình thường thì mình sẽ review cho mọi người rất từng tập 12 món đồ màu xanh lá đến từ nhà Lovito. Trong khoảng 2 năm trở lại đây thì mình thực sự rất là thích cái màu xanh kiểu như thế này. Thế nên là mình đã ấp ủ để làm video này đây. Và trong tất cả những món đồ này hình như không có món đồ nào quá 150 đâu. Thế nên mình cũng đang rất háo hức để unbox xem là thành quả ngày hôm nay của mình như thế nào. Ok, bây giờ chúng mình cùng bắt đầu luôn nha. Chúng mình sẽ bắt đầu với cái món đồ len trước nhá. Và ở đây thì mình có một chiếc áo xanh top len xanh, màu xanh vô cùng rực rỡ luôn ấy. Kiểu nó rất là nổi bật trong khung hình luôn đúng không mọi người? Cái chất liệu của cái này thì mình cảm thấy là nó hơi mỏng một chút. Đây mình zoom cho mọi người xem kiểu. Đây là cái chất liệu nó len mỏng như thế này. Nhưng mà mình nghĩ mỏng như thế này thì kiểu mùa hè mọi người mặc cũng sẽ mát thôi, cũng sẽ ok thôi. Nhưng mà có một vấn đề đấy là mình cảm giác là nó sẽ hơi bị rộng cho người mình một chút. Cái này là mình mua, hình như mình mua xem màu thì phải. Ok, bây giờ mình sẽ thử xem sao nha. Đây là áo len form nha mọi người. Và đẹp một chút chỉ thôi nhưng mà thôi ok, không có vấn đề gì cả. Và đúng như mình nghĩ là áo này so với người mình thì nó hơi rộng một chút. Thế nên là mình nghĩ với bạn nào mà tầm đủ dưới 55 cân thì có lẽ là mọi người sẽ mặc size S sẽ phù hợp hơn. Bởi vì là nó sẽ ôm sát mọi người hơn ấy. Đặc biệt là với những bạn nào vai xuôi thì mọi người càng cần để ý size. Bởi vì là khi mà mình lựa chọn size phù hợp ấy, thì cái phần dây áo mới ôm khít lại phần vai mọi người được. Nếu mà chọn rộng quá thì khi di chuyển thì dây áo nó rất dễ bị tuột xuống, nên là nó cũng hơi phiền một chút. Nên là mọi người cũng cẩn thận nhé. Bên cạnh này thì mình thấy áo này nó rất xinh luôn ấy. Cái kiểu phối đồ này nó kiểu nó bút bùng nổi. Và đặc biệt rất là phù hợp cho chuyến đi biển sắp tới. Mọi người chỉ cần đổi thêm cái bộ có này rồi đi thêm một đôi tông là đảm bảo chụp hình lên cũng đẹp luôn. Đây là một chiếc áo len gì đó. Và màu kiểu nó nhẹ hơn cái màu này một chút. Nó là màu kiểu màu xanh hơi nhạt trầm a. Nó là một cái form áo ba lỗ cơ bản nha. Wow, cái áo này hình như là chỉ có tầm 70 thôi nhưng mà cái chất liệu nó kiểu nó dày dặn dã man luôn ấy. Cảm giác đầu tiên của mình khi cầm vào là đấy là nó rất là mềm mịn và kiểu nó rất là dày dặn luôn ấy. Giờ thì mình sẽ thử xem sao nha. Đây, zoom cận cho mọi người xem. Đây là độ dài áo nha mọi người. Kiểu nó không bị dài quá cũng không bị ngắn quá. Thế nên là mọi người có thể thả mua như thế này hoặc sơ vin vào đều ok. Và nó là một cái form áo cơ bản. Cái cảm giác của mình mặc vào nó rất là thoải mái. Thế nên là mình rất là thích. Mình chỉ tiếc một cái đấy là mình không mua thêm kiểu màu trắng màu đen để mix đồ cho dễ luôn ấy. Đây. Nhưng mà sao kiểu trông mặc lên nó rất là mượt luôn ấy. Và mình thực ra thì đối với một đứa mà bắp tay hơi to như mình thì mặc như thế này có vẻ hơi đô. Nhưng mà mình mua về để mình kiểu mình mix thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài kiểu màu be hoặc là màu trắng ấy. Rồi bên dưới là mình mặc những kiểu quần short như thế này hoặc là mặc những kiểu quần ống rộng thì nó sẽ tạo nên một cái phong cách trông nó khá là Hàn Quốc. Món đồ tiếp theo mà mình có ngày hôm nay nó là một chiếc áo polo nha mọi người. Polo dáng crop top. Và ở đây thì nó sẽ có phần cổ mở rộng như thế này, sẽ rất là phù hợp với những bạn gái nào mà kiểu muốn là phần cổ mình trở nên thanh thoát hơn. Và đây nó là cái chất liệu này. Thì cảm thấy cái chất liệu nó rất là dày dặn luôn ấy, nhưng mà mình cũng không biết đây là cái chất gì cả, trông nó khá là lạ mắt luôn ấy. Và mình chưa bao giờ có chất liệu như thế này. So lên nó rất là mềm mại luôn. Đây là form áo nha mọi người. Trông ok đúng không? Và đây là áo mình mua size màu nha. Với chiếc áo này thì mình nghĩ là mọi người cũng không nhất thiết là kiểu phải mặc ôm quá. Nhưng mọi người mặc rộng rãi thoải mái như thế này là được. Và mình nghĩ nó sở hữu cái độ dài khá là ok, khá là vừa phải. Nó kiểu nó không bị ngắn quá, không bị dài quá. Thế nên là với những bạn nào kiểu mọi người chưa tự tin phần eo của mình lắm thì mọi người có thể lựa chọn độ dài như thế này. Như đấy, khi mặc vào nó cũng sẽ có một chút khoảng hở thôi. Thế nên mọi người không phải ngại đâu. Và đặc biệt là với những cái độ dài áo như thế này thì khi mặc đồ những cái đồ quần cao cao như thế này thì chúng mình sẽ ăn ra được một chút chiều cao, khiến đôi chân của mình trông dài ra trông thấy đấy. Món đồ tiếp theo mà mình có đó là một chiếc áo cardigan len vẫn màu xanh nha mọi người. Lần này thì mình bắt đầu thì mình tưởng là nó hơi mỏng một chút để mình mặc hè, nhưng mà về đến tay thì mình cảm thấy là nó hơi bị giấy. Thế nên mình nghĩ là sẽ phù hợp với những ngày nào mà kiểu thời tiết bước sang thu hoặc là những ngày kiểu trời đổ đông giữa mùa hè thì mọi người mặc sẽ ok hơn. Đây, và mình sẽ zoom cận chi tiết cho mọi người nha. Đây là nó sẽ phối kiểu bạn thường như thế này và với những kiểu móc cơ bản. Ở phần cổ thì nó sẽ là một cái bo cổ ấy, cảm giác nó khá là chắc chắn. Đây, mình thấy cái áo này rất ok mọi người. Thời tiết lạnh lạnh một chút mọi người mặc cũng đẹp luôn. Và nó là kiểu dài tay nha. Tổng quan thì mình nhìn em áo này ok đó mọi người ạ. Và đây là độ dài của em nó nha. Mình cùng với cái chân váy kiểu jean như thế này trông nó rất là xinh ấy. Kiểu độ dài khiến mình cũng không phải mặc sơ mi. Thế nên là mình nghĩ là mặc vào những cái thời tiết mà nó hơi lạnh một chút thì mọi người mặc vào sẽ rất là thoải mái. Và với những cái màu áo như thế này thì mình nghĩ là mọi người nên kết hợp cùng với những màu sáng. Ví dụ như là màu trắng này, màu xanh jean sáng này, những cái màu nhẹ ví dụ như là màu tím pastel, hoặc là những cái màu kiểu nó chất hơn một chút ví dụ là màu nâu, thì nó sẽ tạo nên cái outfit trông nó khá là trendy. Và món đồ tiếp theo nha. Và đây ban đầu thì mình tưởng cái này nó là kiểu áo len ấy, nhưng mà về đến tay mình mới biết nó là cung phẳng. Nó kiểu chỉ là một cái áo mà trông như gọi là áo thun bình thường thôi. Đây, bỏ ra cho mọi người xem nha. Áo này nó cũng khá là rộng rãi thoải mái đấy chứ. Và với kiểu cổ V như thế này, phần cổ và phần viền ấy, đường viền thì nó sẽ làm những cái đường bo như thế này. Thế nên là mình cảm thấy nó khá là chắc chắn. Mặc vào chắc là cũng sẽ thoải mái thôi. Cái đường ống tay này nó khá là rộng. Đường may các thứ thì ok. Rồi, mình nghĩ là cái này thì mình sẽ phối cùng với đồ jean là sẽ hợp nhất. Người mình như thế này nha. Và nó là kiểu màu phối giữa màu xanh nhẹ pastel và màu be trông rất là xinh. Cái chất liệu thì đây, nó là một chất liệu khá là đặc trưng của Lovito. Đây,
không lại lên người, xong tất cả dáng người nó sẽ như thế này đây, trông xinh đúng không mọi người, kiểu nó xinh hơn kỳ vọng của mình luôn, thế nên là mình khá là ưng. Thế còn này mọi người cũng biết cùng chơi về jean như thế cũng được, hoặc không mọi người có thể biết cùng với những kiểu quần jean ấy thì trông này nó sẽ khá là hay ho, khá năng động chứ, kiểu cái phần khoét tay mình cảm thấy nó cũng rất là thoải mái khi mà mình mặc lên người luôn, và nó kiểu nó cũng không làm người mình bị đô quá đâu, thế nên là ổn. Để tiếp thêm năng lượng và review cho mọi người thì mình bổ sung thêm vitamin xanh lá. Tiếp theo thì mình có một set đồ cùng có một chiếc áo yếm và một chiếc áo cardigan nhẹ nhàng bên ngoài. Và mình đang rất háo hức để thử em này lên người luôn ấy. Và trước khi thử thì mình sẽ review qua cho mọi người cái chất liệu. Cái chất liệu này nó kiểu nó khá là mỏng nhẹ mọi người. Ở đây thì phần cổ nó sẽ có hai cái chiếc dây buộc như thế này. Và mình nghĩ là em áo này sẽ khá là phù hợp với những bạn gái nào sở hữu phần tay to ấy. Thì mọi người vẫn muốn mặc đồ sexy thì mọi người có thể xử lý bằng cách là lựa chọn những cái set đồ như thế này nhé. Áo khi lên form nha mọi người, trông nhìn ra trước trông ok là chứ. Nhưng mà có mỗi một vấn đề với mình so với chiếc áo này đấy là phần vai mình xuôi ấy. Thế nên là gần như là cái phần vai áo này mình không giữ được tí nào trên người mình luôn. Đây này, đằng sau thì nó vì cái phần vai của mình như thế, thế nên đằng sau nó sẽ kiểu nó không căng và nó sẽ có một cái vết hợp ở đây này. Thế nên là mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn nào có vai ngang thì mọi người mặc áo này sẽ đẹp hơn. Ngoài ra thì mặc áo này kiểu trông nó rất là xinh luôn đấy. Đây này, giúp cận cho mọi người xem nha. Cái áo này thì nó còn giúp mình che được khuyết điểm về phần bắp tay nữa. Thế nên là mọi người mặc bình thường đi chơi hoặc là mọi người mặc đi chụp ảnh sẽ rất rất đẹp. Tiếp theo thì mình có một chiếc áo nhé. Áo này thì nó có cả phiên bản cộc tay nữa, nhưng mà mình cảm thấy cái dài tay nó có phần đẹp hơn. Thế nên là mình đã quyết định mua dài tay. Và cái chất liệu này nó cũng không phải là cái chất liệu quá dày, thế nên là mình nghĩ là mặc vào mùa hè cũng sẽ ổn. Đây nha mọi người, nó sẽ hơi cảm giác nó sẽ hơi có cái phần óng ánh ở trên cái chất liệu vải một chút, và nó cũng kiểu khá là mỏng nhẹ thôi. Nó sẽ có một cái hàng cúc ở đằng trước như thế này và sẽ có những phần xếp nếp trông khá là lạ mắt ở đây nha. Ok, tiếp tục chuyển đến phần thử đồ nhé. Đây là chiếc áo nha mọi người, kiểu ánh sáng vào trông nó kiểu nó rất là lấp lánh, trông nó khá là hay. Nó cũng là một trong những kiểu áo mà gần như là mình cũng chưa có trong tủ đồ đâu, thế nên là có thêm một em áo như thế này và trông cái phong cách của mình trông nó cũng sẽ lạ mắt hơn một chút. Và đây, với em áo này thì có vẻ là nó cũng sẽ khá khó phối đồ ấy, và mặc thì mọi người đóng hết cổ bên trên nha. Hoặc không, mọi người có thể xử lý bằng cách đấy là mọi người bỏ thêm khoảng độ 1-2 phút dưới thì trông nó cũng sẽ khá là sexy. Và mọi người nên kết hợp áo này với những kiểu bên dưới ôm một chút, ví dụ như là những kiểu quần loe hoặc là quần skinny jean nha. Như thế này, mình sẽ đặt full cây ở đây cho mọi người xem nhé. Tiếp theo thì mình có một chiếc đầm, và nó là một cái đầm mà mình khá mong chờ trong video lần này. Nó là một chiếc đầm maxi nha mọi người, kiểu nó dài đến gần mắt cá chân của mình cơ. Và ở đây thì nó sẽ có phần xẻ khá là sexy ở đây này. Phần bên trên thì nó sẽ có đang phối dây như thế này. Và đằng trước thì nó sẽ là ở phần dây cũ kiểu như dây yếm nha. Đây, mình sẽ thử mặc lên xem sao nha. Bên trên cái này thì nó là kiểu áo trễ vai. Và ban đầu thì mua em áo này thì mình cũng hơi phân vân một chút, bởi vì là ở với người mình ấy thì mình khá là ít mặc những kiểu đầm liền mà nó dáng ôm ấy, bởi vì là lưng mình hơi dài một chút. Nhưng mà bởi vì em này nó quá đẹp ấy, thì nên là mình đã quyết định tậu về xem sao. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng mình mặc thử em này nha. Đây là đầm khi lên form nha mọi người. Em ơi mọi người, tôi bị sốc luôn ấy, bởi vì tôi chưa bao giờ mặc cái kiểu style như thế này cả. Và cái đầm này trông kiểu tưởng không dài mà dài không tưởng luôn, nó gần chạm đến đất cơ. Thì đây là mình nghĩ là bác nào mà dưới tầm 1m6 ấy, dưới 1m6 thì mọi người có thể là sẽ phải cắt bớt đi đối với cái chiếc đầm này đấy. Và đây, cái phần cổ thì nó sẽ như thế này. Ban đầu ấy thì nhìn ảnh ấy thì mình thấy hai dây nó song song thôi, nhưng mà đến lúc mặc vào thì mình kiểu mình bị loay hoay một chút ấy, bởi vì là mình không biết là cái dây này nó sẽ xử lý như thế nào cả. Nhưng mà đọc dưới comment dưới cái phần đánh giá ấy, thì mọi người nói ai cũng như vậy hết. Thế nên mình nghĩ nó là cái kiểu thiết kế của người ta như vậy. Và đây khi mặc vào mình phát hiện ra là nó sẽ có thêm hai lỗ sò tay như thế này. Và mình cảm thấy rằng là những cái đồ nào mà nó kiểu có lỗ sò tay như này trông rất là sexy. Thế nên mình khá là ưng. Cái bộ này thì nó cũng ôm sát lại cơ thể của mình. Mình cao 1m62, 51 cân thì mặc size M nha mọi người. Mình thấy size M nó là một cái size vô cùng ôm lấy cơ thể mình luôn đấy. Thế nên là đấy, bạn nào mà kiểu xem như mình thì mọi người đi mua size M nha. Em này mình khá là ưng luôn đấy. Nếu mà mình không mua đợt này chắc là mình cũng sẽ không bao giờ mình thử những cái đồ như vậy. Hai món đồ tiếp theo mà mình có thì hình như là đều là sơ mi. Mình sẽ bóc cái này trước nhá. Đây là một chiếc sơ mi, so với những cái màu vừa rồi thì nó có vẻ nó nghiêng về phần xanh lá nhạt nhiều hơn. Đây là một chiếc áo sơ mi crop top nha mọi người, form dáng cơ bản không có gì quá đặc biệt, nhưng mà cái màu xanh rất là xinh. Mình sẽ mặc thử nha. Cái form này nó cũng khá là rộng rãi thoải mái, thế nên là mình nghĩ là mọi người mặc không như thế này, hoặc mọi người có thể là ở buông cúc rồi mọi người mix đồ kiểu áo hai dây các thứ bên trong thì đều được. Mình cảm thấy cái áo này mặc vào mùa hè sẽ rất là mát, thế nên là mọi người có thể mix kiểu như thế này vào mùa hè nhé. Và áo này thì mình nghĩ là mọi người sẽ mix kiểu mix thêm với một chiếc áo hai dây này bên trong thì trông nó sẽ kiểu nó hài hòa và nó sẽ bắt mắt hơn. Nếu mọi người đóng cúc hết thì mình cảm thấy nó sẽ hơi bị bí và hơi bị bình thường một chút, thì mọi người có thể phanh ra và mọi người mix thêm áo bên trong như thế này. Và bên dưới thì mọi người có thể mix jean như thế này cũng được. Jean có cái phần rách như thế này thì nó sẽ khiến cái outfit của mình trông nó năng động hơn. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể chơi màu bằng cách đấy là mọi người mix cùng với những kiểu chân váy chữ A hoặc là chân váy ôm ấy mà nó màu kiểu màu be hoặc màu nâu, thì hai cái màu đều mát mắt mix với nhau thì nó sẽ tạo nên cái outfit trông nó khá là tự nhiên và trông nó cũng khá là lạ mắt.
Tiếp theo thì mình có một chiếc áo 2 dây mà mình vừa nãy mình tưởng là nó cũng là kiểu sơ mi như thế này cơ. Nhưng mà mãi mới nhớ ra là mình có đang một chiếc áo 2 dây như thế này. Và đấy, cái màu xanh nó khá là xinh ấy, nó đậm hơn cái này một chút. Và cái chất liệu nó khá là co giãn. Đây, mình sẽ cận cho mọi người xem. Cái chất liệu thì mình cảm thấy nó khá là mát mẻ, khá là co giãn luôn ấy. Đây này, mặc lên đảm bảo sẽ rất là thoải mái luôn. Mọi người thấy sao? Hai cái màu này nó siêu xinh đúng không? Kiểu nó mix với nhau trông nó rất là hợp mắt luôn ấy. Và cái áo này cũng là một cái áo mặc vào nó vô cùng thoải mái luôn. Kiểu cảm giác trên người nó rất là nhẹ nhàng ấy, và nó ôm hết được cơ thể của mình luôn. Cái này thì mình không nhớ, hình như cái áo này nó không có size đâu. Và nó cũng có kiểu độ co giãn ấy. Thế nên là mình nghĩ là mọi người mặc, dù mọi người form dáng như thế nào thì mọi người cũng sẽ dễ dàng chinh phục được với kiểu áo này. Và kiểu áo này thì mặc lên có vẻ như là cái phần bắp tay của mình nó cũng không to lắm đâu. Thế nên là mình có thể mặc không như thế này. Hoặc là mình có thể make thêm vest blazer hoặc là áo sơ mi bên ngoài cũng được. Và nếu mọi người có phần tay đẹp và mọi người tự tin ấy thì mọi người cứ mặc như thế này đi. Mọi người mix với jean như thế này mình cảm thấy đẹp nhất luôn. Đúng là kiểu mix cái gì với jean nó cũng đẹp. Món đồ gần cuối cùng của ngày hôm nay nó là một chiếc tank top. Và kiểu mình cũng phải đợi mãi cái tank top này nó restock lại size thì mình mới mua được. Bởi vì đây nó là size gì đây ta? Để mình xem nào. Nó là size M nha. Ban đầu thì kiểu mình thấy nó bị hết size M ấy, chỉ còn có size L thôi. Thế nên mình cũng phải đợi mãi đến bây giờ thì mình mới đặt được. Và đấy, nó cũng là một cái họa tiết, kiểu họa tiết mà mình rất thích nữa. Thế nên là mình sẽ thử nha. Nhưng mà không cần thử thì cũng biết là mình cái đồ kiểu như thế này nó sẽ rất hợp với những chiếc quần jean rồi. Chúng mình đã đi đến những item cuối cùng rồi và nói chung là để mấy lần mình mua đồ Lovito ấy thì mình đều cảm thấy là cái form dáng thì đều rất là ok so với giá. Kiểu giá tiền nó bị siêu rẻ luôn ý. Và cái chất liệu thì nó cũng kiểu quanh cũng khá là giống nhau. Thế nên là mình cũng không có gì để review quá nhiều với mọi người. Chỉ có cái là với những cái mà đồ họa tiết như thế này thì mọi người nên lưu ý đấy là mọi người nên tiết chế cái phần bên dưới lại. Ví dụ là mọi người nên chọn đồ trơn thôi, hoặc là lựa chọn dễ nhất là jean này. Hoặc là không, với kiểu áo này thì mình nghĩ là mọi người nên phối nhất đấy là nên phối với quần. Thì nó kiểu nó sẽ phong cách hơn là khi mà mọi người mix với váy ấy. Thì mọi người có thể là lựa chọn một cách để mọi người mix jean như thế này, hoặc là quần jean màu nâu ấy, thì trông nó sẽ rất là phù hợp với cái phong cách Y2K hiện tại. Hoặc là mọi người có thể lựa chọn nâu ống rộng này, hoặc là mọi người có thể lựa chọn nâu ống loe, các thứ đều được, tùy phong cách mọi người thôi. Và đồ cuối cùng ngày hôm nay đó là một chiếc quần nha, và hình như nó là một quần duy nhất. Mình cũng đã tìm thêm mấy quần màu xanh rồi nhưng mà nó chỉ có mỗi quần duy nhất, đó là cái quần shop này thôi. Thế nên là bây giờ chúng mình cùng thử nha. Cái chất liệu này nó khá là khác với những cái chất liệu mà mình đã từng mua trước đấy, và nó cũng là một cái kiểu mình cảm thấy là nó không dễ bị nhăn đâu. Thế nên mọi người kiểu vác đi chơi các thứ này mặc thoải mái này. Quần lên đi nha mọi người, và nó hơi rộng một chút. Bình thường là mình mặc size M mình cũng hơi rộng, nhưng mà quần này nó kiểu nó bị cái chất liệu nó mỏng ấy, thế nên là mặc vào kiểu nó sẽ bị rơi quần, bị tù quần nhiều quá ấy. Thế nên mình nghĩ là nếu mà mọi người bình thường mặc size nào thì có thể là sẽ phải giảm bớt size khi mà mua đồ quốc tế. Ngoài ra thì cái chất liệu này mình cảm thấy khá là ok, kiểu vào mùa hè nó rất là mát luôn. Cái form này thì nó sẽ có một cái đường link như thế này, và cái nó là kiểu chữ A nha, kiểu quần chữ A luôn ấy. Cái dáng như thế này thì sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà kiểu phần hông của mọi người hẹp ấy, thì mặc như thế này thì phần hông của mọi người sẽ đầy đặn hơn. Và mình cũng nói qua một chút lưu ý về cách phối màu ấy. Và phối màu thì ngoài những cái cách mà mình đã gợi ý phối màu ở trong những cái item trước thì với mọi người có thể phối đồ xịt tông khi mọi người mặc với màu xanh như thế này nhá. Và cũng nên có một chút lưu ý đấy là mọi người nhìn thấy không, cả hai bên trên sắc độ mình mix trên và dưới thì đều nó là tông xanh ngả vàng ấy. Chứ nếu mọi người mix theo kiểu tông xanh lại như thế này thì nó lại không hợp rồi, nó lại là vấn đề khác rồi. Thế nên là khi mọi người mix đồ, mix màu với nhau ấy, thì nếu mà mọi người đang mặc đồ màu nóng thì mọi người nên mix theo cái sắc độ ấm nóng. Còn nếu mọi người mặc sắc độ lạnh thì mọi người nên phối cùng với những item sắc độ lạnh, thì cái set đồ của mọi người nó sẽ dễ dàng hòa hợp hơn. Ok, vậy là mình đã vừa review xong cho mọi người tất cả những cái món đồ màu xanh ngày hôm nay mà mình đã mua được. Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ chuyển qua một phần đáng mong chờ nhất video này, đó là phần giveaway. Giveaway lần này thì sẽ nhiều quá hơn một chút thế là mình sẽ có 4 món quà, nhưng mà 4 món quà này chỉ dành cho 2 người thôi nha. Đầu tiên thì mình có một chiếc áo len cardigan màu xanh này. Mình có một chiếc áo sơ mi crop top màu xanh min khá là xinh, chất liệu rất là mát mẻ. Một chiếc áo 2 dây quai bản to, 2 dây bản to màu xanh rất là nổi luôn, mà mọi người có thể mặc đi biển này. Và cuối cùng đấy là một chiếc áo len cổ V màu xanh mà mình đã review ở trong video trước. Thế nên là thể loại giveaway như thế nào mình sẽ để phần bên dưới description box nhá. Và 4 chiếc áo sẽ dành cho 2 bạn thôi, thế nên là lần này phần quà sẽ nhiều hơn một chút. Thế nên là mình rất là mong mọi người có thể chơi vui vẻ nha. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.